Ngày nay Phật Pháp suy yếu, suy ở đâu? Nói được mà không làm được. Nói rất hay, nhưng làm lại là việc khác. Bị mọi người biết được quý vị không xứng đáng, như vậy thì người ta sẽ không tin. Cho nên nhất định trước phải thân hành, sau đó mới ngôn giáo. Nếu không làm được, không thể lấy được niềm tin ở người, người ta đối với quý vị không sanh khởi được lòng tin. Pháp thế gian cũng không ngoại lệ. Nho giáo cũng coi trọng làm trước nói sau. Những gì tôi nói, tôi đã làm được từ lâu. Đây mới thực sự giáo hóa chúng sanh. Người thế gian thì tham tài, càng nhiều càng tốt. Quý vị biết quả báo tham tài ở đâu không? Quả báo tham tài ở đường ngạ quỷ. Tương lai họ làm quỷ. Quả báo sân nhuế là đường địa ngục. Làm oai làm phước nhưng thường nóng giận thì sẽ đi vào đường địa ngục. Ngu si là đường súc sanh. Tham sân si, chiêu cảm quả báo sau cùng là ba đường ác. Không đến được thế giới cực lạc làm Phật thì đi vào ba đường ác. Đây gọi là điên đảo. Thật sự là điên đảo. Tham sân si này là nguồn gốc của tai họa. Đây là sai lầm đến cùng cực. Người giác ngộ trước phải đoạn trừ nó, buông bỏ nó. Sau khi buông bỏ, cuộc sống của tôi như thế nào? Quý vị nghĩ đến những điều này liền không dám buông bỏ. Nếu quý vị nghĩ sau khi buông bỏ tôi được vãng sanh, không cần nghĩ đến ngày mai, quý vị mới dám buông bỏ. Cho nên người học Phật chân chánh thật sự cầu vãng sanh nhiệt tình dũng mãnh, cho rằng hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở thế gian. Mỗi ngày đều nghĩ đây là ngày cuối cùng. Không nên nghĩ còn có ngày mai, còn có sang năm. Như vậy thì mới thật là buông xả được. Không còn có bất cứ lưu luyến nào, mới nắm chắc được chuyện vãng sanh. Mỗi ý niệm chúng ta đều giao lưu với đường dây nóng của Phật A Di Đà. Như vậy khi nào đi, ngài liền đến tiếp dẫn ngay, tuyệt đối không trễ nải. Nhưng nếu quý vị đối với thế gian này còn lưu luyến, vậy thì phiền phức lớn, nó sẽ tạo thành chướng ngại. Phải không có chút chướng ngại nào. Như vậy sống với người ta rất thoải mái. Vì sao vậy? Vì cái họ cần tôi không cần, cái tôi cần họ không cần. Tôi muốn đến thế giới Tây Phương cực lạc, họ không muốn. Họ muốn danh văn lợi dưỡng, tôi không cần. Rất tốt, không có xung đột giữa lợi và hại. Họ cần danh văn lợi dưỡng, tôi cũng muốn danh văn lợi dưỡng. Như vậy là xung đột khởi lên. Cho nên thế gian này trong mắt tôi, mỗi người đều là người tốt, mọi việc đều là việc lành. Quý vị thấy những ngày tháng như vậy tốt biết bao.
mọi lúc mọi nơi đều rất hoan hỷ. Đây là được đại tự tại. Cho nên những gì là thật, những gì là giả, ta phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Phương pháp niệm Phật thì nên dùng cách của Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư là vị tổ sư gần nhất của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Những gì Ngài dạy đương nhiên thích hợp nhất đối với căn tánh của người hiện tại. Ngài niệm Phật không cần chuỗi. Niệm Phật quan trọng nhất. Trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương nói, đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Công phu này rất đắc lực. Hiện nay khó khăn nhất của chúng ta là không cách nào nhiếp tâm được, do vọng niệm quá nhiều, không thu nhiếp được. Niệm như vậy thì công phu không đắc lực. Ấn Quang Đại Sư đã dạy chúng ta phương pháp nhiếp tâm. Phật hiệu sanh khởi từ tâm, niệm ra từ miệng, niệm một cách rõ ràng, không nên niệm nhanh, mà niệm từng chữ từng chữ. Niệm sáu chữ: Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm bốn chữ: A Di Đà Phật. Niệm chậm một chút, niệm một cách rõ ràng, mỗi chữ đều rõ ràng. Tai nghe, nghe mình niệm Phật hiệu, nghe một cách rõ ràng. Còn một điều nữa là nhớ một cách rõ ràng. Là tôi niệm câu Phật hiệu này là câu thứ mấy. Nhớ không cần dùng chữ số, chỉ dùng tâm để nhớ. Nhớ một cách rõ ràng, chỉ nhớ từ câu thứ nhất đến câu thứ 10, đến câu thứ 10 lại từ câu 1 đến câu 10. Niệm bao nhiêu không cần để ý, chỉ biết 10 câu như vậy. Câu Phật hiệu này của tôi là câu thứ mấy trong 10 câu? Quý vị thử nghĩ xem, rất nhiếp tâm. Vì sao vậy? Chỉ cần vọng niệm khởi lên là sai, sai thì không tính, phải niệm lại từ đầu. Thông thường người ta niệm khoảng một tuần lễ sẽ không sai nữa. Vọng niệm không xen vào được. Nếu người vọng niệm quá nhiều, Ấn Quang Đại Sư dạy đem 10 câu này chia thành 2 đoạn. Đoạn thứ nhất từ 1 đến 5, đoạn thứ hai không thể từ 1 đến 5 nữa. Nếu từ 1 đến 5 như vậy, không gọi là 10 niệm, mà là 5 niệm. Đoạn thứ hai là từ 6 đến 10. Thật rõ ràng. Thực tế nói, tâm định thì chuyên niệm không khó khăn. Nếu 5 câu cũng niệm không được, cũng có tạp niệm, thì quý vị nên dùng 3-4. Nhớ bằng cách này: câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba, câu thứ tư, câu thứ năm, câu thứ sáu, câu thứ bảy, câu thứ tám, câu thứ chín, thứ 10. Dùng phương pháp này, dần dần khi đã thuần thục, có thể từ 1 đến 10 đều rõ ràng. Không nên nhớ nhiều, không nên nhớ đến 20, 30, như vậy sẽ rất khó. Chỉ cần nhớ từ 1 đến 10, có thời gian làm niệm.
Niệm ra tiếng cũng được, niệm nhỏ niệm to đều được, không ra tiếng cũng được. Khi người đông không phương tiện, tôi chỉ mặc niệm trong lòng. Khi mặc niệm trong lòng thì cũng giống nhau, niệm rõ ràng, nghe rõ ràng, nhớ rõ ràng, ba điều phải rõ ràng. Như vậy và cứ thế mà niệm. Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm ở Bắc Kinh đã nói, ông ta dùng phương pháp này dùng được 4 tháng, hơn 100 ngày, mỗi ngày niệm 4 tiếng, niệm đến pháp hỷ sung mãn. Trước đó niệm Phật tạp niệm rất nhiều nên cảm thấy rất khổ não, vọng niệm quá nhiều. Khi dùng phương pháp này thì vọng niệm ít lại, hầu như không có vọng niệm. Thế nên dùng phương pháp này rất dễ nhiếp tâm. Mấy ngày đầu khó khăn một chút, vì mới nên chưa thuần thục. Niệm khoảng 3 ngày, 5 ngày, nó đã đi vào quỹ đạo, rất nhanh, rất dễ vào quỹ đạo. Nhất hướng chuyên niệm, câu này vô cùng quan trọng. Trước đây khi chúng tôi còn trẻ, theo học tịnh độ với thầy Lý ở Đài Trung, thầy thường khuyên chúng tôi nên thay đổi tâm. Đổi tâm như thế nào? Hiện nay trong tâm chúng ta vọng niệm rất nhiều, ô nhiễm rất nhiều, tất cả đều đem nó buông bỏ, để Phật A Di Đà vào trong tâm. Trong tâm ngoài Phật A Di Đà ra thì cái gì cũng đều không. Điều này rất tốt. Như vậy mỗi niệm đều tương ưng với Phật. Cổ đức nói, một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Thật sự tu tịnh độ, thật sự muốn đến thế giới cực lạc thì nên làm theo cách này, như vậy là đúng. Ở thế gian này tất cả đều tùy duyên, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, không còn so đo tính toán, không còn phân biệt, không có ý niệm khống chế muôn sự muôn vật, không có ý niệm chiếm hữu. Như vậy việc cầu sanh tịnh độ của chúng ta sẽ được bảo đảm. Đúng như Thiện Đạo Đại Sư đã nói, vạn người tu vạn người đi, không sót một người nào. Ngày nay Phật pháp suy yếu, suy ở đâu? Nói được mà không làm được. Nói rất hay, nhưng làm lại là việc khác. Bị mọi người biết được quý vị không xứng đáng, như vậy thì người ta sẽ không tin. Cho nên nhất định trước phải thân hành, sau đó mới ngôn giáo. Nếu không làm được, không thể lấy được niềm tin ở người, người ta đối với quý vị không sanh khởi được lòng tin. Pháp thế gian cũng không ngoại lệ. Nho giáo cũng coi trọng làm trước nói sau. Những gì tôi nói tôi đã làm được từ lâu. Đây mới thực sự giáo hóa chúng sanh. Vạn sanh đến thế giới cực lạc là người có phước báo đệ nhất trong biến pháp giới hư không giới. Người có phước ở đất phước, đất phước người có phước ở. Thành tựu ở đó là phước báo viên mãn, trí tuệ viên mãn. Đến thế giới cực lạc sẽ được thành tựu phước báo viên mãn, đạt được trí tuệ viên mãn. Ngày ngày nghe Phật A Di Đà giảng kinh,
ngày ngày nghe giáo huấn của Phật A Di Đà. Không những có thể nghe được giáo huấn của Đức Phật A Di Đà, mà còn có thể nghe được giáo huấn của tất cả chư Phật trong mười phương. Vì sao vậy? Vì người trong thế giới cực lạc có năng lực phân thân. Đức Phật có thể phân vô lượng vô biên thân. Mỗi người đều có năng lực này. Phần vô lượng vô biên thân, phần thân chính là phần đến thế giới của các đức Phật. Nghe Đức Phật giảng kinh, nghe Đức Phật giảng pháp. Quý vị đi lại Phật, cúng Phật là tu phước. Nghe kinh, nghe pháp là tu huệ. Cơ duyên thù thắng như vậy, ngoài thế giới cực lạc ra, trong quốc độ của tất cả chư Phật đều không tìm thấy, chỉ có ở thế giới cực lạc này. Thế nên cơ hội này không thể bỏ qua, nhất định phải nắm bắt. Thế giới này cho dù tốt đến đâu thì thọ mạng cũng có giới hạn, có thể hưởng thọ được mấy năm. Phải giác ngộ được điều này. Cho dù có phước báo cũng nên xả bỏ. Đức Thế Tôn đã làm gương cho chúng ta thấy, Ngài là Phương Tử. Nếu không xuất gia, Ngài sẽ kế thừa phương vị làm quốc vương. Phước báo nhân gian Ngài đầy đủ, thế nhưng Ngài xả bỏ, không cần. 19 tuổi Ngài giác ngộ nên đã xả bỏ nó. Quảng học đa văn cũng rất tốt. Đây là điều trong mắt Phần tử tri thức mong cầu. 19 tuổi Ngài xuất gia, cầu học đến 30 tuổi, ngày nay chúng ta gọi là tốt nghiệp. Không còn chỗ để học. Học 10 năm rồi như thế nào? Buông bỏ. Lần này buông bỏ mới đại triệt đại ngộ. Vì thế 19 tuổi buông bỏ phiền não chướng, 30 tuổi buông bỏ sở trì chướng. Hai chướng đã phá trừ, mới đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngài làm ra như thế để cho chúng ta thấy. Như vậy chúng ta có cần học chăng? Không cần thiết. Liên Trì Đại Sư giác ngộ, nói ra hai câu chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Tam Tạng 12 bộ kinh để người khác giác ngộ. Quý vị ai muốn ngộ thì cứ đi ngộ. 84,000 tế hạnh để cho người khác hành, cũng có nghĩa là buông bỏ 84,000 tế hạnh, buông bỏ vô lượng giải môn. Chỉ cần một bộ kinh Di Đà, một câu Phật hiệu, vì lúc Ngài còn tại thế, kinh Vô Lượng Thọ không có bản này, nên Tịnh Độ Tông của Trung Quốc xưa nay đều lấy kinh A Di Đà làm tiêu chuẩn. Bản này là bản hoàn chỉnh nhất, chúng ta có nhân duyên gặp được. Tương lai trong thời kỳ mạt pháp 9,000 năm, tất cả những người được độ, được thành tựu đều nhờ vào bản kinh này. Bản kinh này đến khi Phật pháp của Đức Thế Tôn diệt tận ở thế gian thì nó diệt sau cùng. Sau cùng nó còn lưu lại ở thế gian 100 năm.
Sau 100 năm diệt hết rồi, chỉ còn lại một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó người nghe được câu Phật hiệu này, họ có phước báo. Người chịu niệm câu Phật hiệu này, phát tâm vãng sanh đều được vãng sanh. Pháp môn này quá lớn. Cho nên tất cả giải môn, tất cả hành môn, trong biến pháp giới hư không giới, tất cả chúng ta đều để đến thế giới cực lạc rồi tiếp tục học. Hiện nay tạm thời buông bỏ. Nếu hiện nay học sẽ rất phiền phức, e rằng nó sẽ trở thành chướng ngại cho việc vãng sanh. Quý vị vừa đến thế giới cực lạc, vẫn ở cõi phàm thánh đồng cư, phiền não tập khí còn chưa đoạn, nhưng đã có được năng lực này. Vì sao? Vì được Phật A Di Đà gia trì. Những chúng sanh có nhân duyên trong biến pháp giới hư không giới, chúng sanh có duyên với mình, tin tức của họ phát cho chúng ta liền cảm nhận được, liền có thể ứng họ. Nói cách khác, chúng ta liền có thể giúp họ, bất luận họ ở trong đường nào. Điều này thật sự mười phương thế giới không có. Mười phương thế giới cần phải tự mình chứng được A duy vị trí mới có được năng lực này. Cũng chính là nói, nhất định phải siêu việt mười pháp giới, sanh đến cõi thật báo của Như Lai mới có được năng lực này. Nhưng thế giới cực lạc có cõi đồng cư, có cõi phương tiện. Cõi phương tiện chính là nhị thường, tức thanh văn và duyên giác. Họ tu hành ở đây. Cõi phàm thánh đồng cư, nhất phẩm phiền não còn chưa đoạn, chưa đoạn kiến tư phiền não, họ ở nơi đây. Nhưng đến thế giới cực lạc, tất cả đều được 48 đại nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Gia trì như thế nào? Sợ mọi người khó hiểu, 48 nguyện của Phật A Di Đà liền biến thành 48 nguyện của chính mình. Như vậy sẽ dễ hiểu hơn. 48 nguyện của Phật A Di Đà cho quý vị, quý vị đã có, rất hữu dụng. Không những cho chúng ta, 48 nguyện của Phật A Di Đà là trải qua năm kiếp tu hành, cho nên công đức của ngài rất lớn. Chúng ta phát nguyện rất dễ, nhưng phát nguyện mà không tu, nguyện đó là giả, không phải thật. Nguyện của Phật A Di Đà mới là thật, năm kiếp tu hành hoàn toàn thực hiện được, nên giá trị này lập tức khởi tác dụng. Tác dụng quý vị khởi với tác dụng của Phật không có sai khác gì. Do đó, mười phương chư Phật mới tán thán Phật A Di Đà, xưng ngài là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Phương. Đây không phải là tùy tiện xưng hô. Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Phương, trong kinh chúng ta chỉ thấy có Phật Di Đà, các vị Phật khác không có cách xưng hô này. Quý vị hiểu rõ ràng, minh bạch rồi, thế giới đó chúng ta có thể không đi được sao? Nếu không phát tâm đến đó, thì quý vị là người quá mức hồ đồ. Biến pháp giới hư không giới tìm không được một nơi nào tốt như vậy. Chúng ta gặp được nhân duyên là đi. Hiện nay đầy đủ điều kiện rồi. Trong Kinh Di Đà nói, thiện căn phước đức nhân duyên. Thiện căn là gì? Có thể tin, có thể lý giải là thiện căn. Thế nào là phước đức? Tôi thật tin và tôi rất muốn vãng sanh, đây là phước đức. Duyên thì đã gặp,
nhưng không gặp được bộ kinh này, không gặp được chú giải này, vẫn không hiểu rõ, vẫn còn bán tín bán nghi, như vậy chưa chắc được thành tựu. Hiểu rõ ràng minh bạch rồi, không có chút hoài nghi nào, rõ ràng minh bạch, con đường này của tôi chính là một con đường, một phương hướng, một mục tiêu trực tiếp đến thế giới Cực Lạc, thấy Phật A Di Đà, phải cảm ơn. Trong cõi đồng cư có đại ngộ của A Duy Việt Trí, đây là Phật A Di Đà cho chúng ta, chúng ta phải cảm ơn. Làm sao để báo đáp? Đức Phật A Di Đà không mong cầu chúng ta gì cả, chỉ cần chúng ta nghe lời và tinh tấn tu hành, đoạn tận tất cả tập khí phiền não, đây chính là báo ân của Phật. Đây chính là kỳ vọng duy nhất của Phật A Di Đà đối với chúng ta. Ngoài điều này ra, Ngài không cần gì cả. Không hiểu rõ ràng minh bạch thì sẽ không biết pháp môn này rất ưu việt. Thật hiểu, thật đã minh bạch, nhất định quý vị sẽ đi, sức mạnh nào cũng không cản được. Người thế gian thì tham tài, càng nhiều càng tốt. Quý vị biết quả báo tham tài ở đâu không? Quả báo tham tài ở đường ngạ quỷ. Tương lai họ làm quỷ. Quả báo sân nhuế là đường địa ngục. Làm oai làm phước nhưng thường nóng giận thì sẽ đi vào đường địa ngục. Ngu si là đường súc sanh. Tham sân si chiêu cảm quả báo sau cùng là ba đường ác. Không đến được thế giới Cực Lạc làm Phật thì đi vào ba đường ác. Đây gọi là điên đảo, thật sự là điên đảo. Tham sân si này là nguồn gốc của tai họa. Đây là sai lầm đến cùng cực. Người giác ngộ trước phải đoạn trừ nó, buông bỏ nó. Sau khi buông bỏ, cuộc sống của tôi như thế nào? Quý vị nghĩ đến những điều này liền không dám buông bỏ. Nếu quý vị nghĩ sau khi buông bỏ tôi được vãng sanh, không cần nghĩ đến ngày mai, quý vị mới dám buông bỏ. Cho nên người học Phật chân chánh thật sự cầu vãng sanh, nhiệt tình dõng mãnh cho rằng hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở thế gian. Mỗi ngày đều nghĩ đây là ngày cuối cùng, không nên nghĩ còn có ngày mai, còn có sang năm. Như vậy thì mới thật là buông xả được, không còn có bất cứ lưu luyến nào, mới nắm chắc được chuyện vãng sanh. Mỗi ý niệm chúng ta đều giao lưu với đường dây nóng của Phật A Di Đà. Như vậy khi nào đi, Ngài liền đến tiếp dẫn ngay, tuyệt đối không trễ nải. Nhưng nếu quý vị đối với thế gian này còn lưu luyến, vậy thì phiền phức lớn, nó sẽ tạo thành chướng ngại. Phải không có chút chướng ngại nào.
Như vậy sống với người ta rất thoải mái. Vì sao vậy? Vì cái họ cần, tôi không cần. Cái tôi cần, họ không cần. Tôi muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, họ không muốn. Họ muốn danh văn lợi dưỡng, tôi không cần. Rất tốt, không có xung đột giữa lợi và hại. Họ cần danh văn lợi dưỡng, tôi cũng muốn danh văn lợi dưỡng. Như vậy là xung đột khởi lên. Cho nên thế gian này trong mắt tôi, mỗi người đều là người tốt, mọi việc đều là việc lành. Quý vị thấy những ngày tháng như vậy tốt biết bao. Mọi lúc mọi nơi đều rất hoan hỷ. Đây là được đại tự tại. Cho nên những gì là thật, những gì là giả, ta phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Điều này không thể không biết. Nếu thật sự biết, nhận thức rõ ràng mới hạ được quyết tâm. Thật giống như Niên Trì Đại Sư vậy, 84,000 pháp môn. Quý vị muốn học thì cứ học, để cho quý vị học. Đến việc này cũng bỏ, huống gì là pháp thế gian. Danh văn lợi dưỡng của thế gian quý vị thích thì cứ việc lấy, không liên quan đến tôi. Bỏ hết pháp thế xuất thế gian. Tôi chỉ có một phương hướng, một mục tiêu là thế giới Cực Lạc, thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tôi chỉ có một mục đích là thân cận Phật A Di Đà. Phật A Di Đà với tôi cảm ứng đạo giao, niệm niệm không quên. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Ngài sẽ không để chúng ta thất vọng. Trong kinh này nói về ba loại chân thật. Chân thật rốt ráo là bản tánh của chúng ta, là linh tánh của chúng ta, trí tuệ chân thật, kim cang bát nhã, lợi ích chân thật, từ bi viên mãn, thị cố vô lượng vô số đẳng, vô biên thế giới chư Phật, giai cộng xưng tán vô lượng thọ Phật, sở hữu công đức. Sở hữu công đức chính là năm kiếp tu hành, 48 lời nguyện. Nguyện của Ngài đều đã thực hiện, không phải chỉ nói bằng miệng. Năm kiếp không nói là tiểu kiếp, trung kiếp, đó nhất định là đại kiếp. Năm đại kiếp tu hành thời gian dài như vậy, mỗi nguyện trong 48 đại nguyện đều thực hiện hết. Thế nên 48 đại nguyện tự nhiên thành tựu nên thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc không có người thiết kế, không có nhân công kiến trúc, mà tự nhiên thành tựu. Chúng ta có thể tin được không? Có thể. Trong kinh Đức Phật thường nói, chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Từ đây tôi nghĩ đến điều gì? Nghĩ đến tầng trời thứ 6, tầng trời thứ 5 của dục giới. Dục giới tầng trời thứ 5 là thiên hóa lạc thiên. Tầng trời thứ 6 là tha hóa tự tại thiên. Quý vị xem phước báo của tầng trời thứ 5 là tâm tưởng sự thành. Nghĩ đến điều gì thì tất cả liền biến hóa ra. Phước báo của tầng trời thứ 6 càng lớn, không phải tự mình nghĩ, không cần tự mình biến. Tự mình nghĩ thì tầng trời thứ 5 đã biến xong, cúng dường họ, cung cấp cho họ. Chúng ta với thế giới Cực Lạc là quan hệ gì? Thế giới Cực Lạc, Phật A Di Đà là tầng trời thứ 5, người vãng sanh về đó là tầng trời thứ 6. Phật A Di Đà biến hóa không phải cúng dường chúng ta sao? Quý vị nghĩ xem phước báo này lớn biết bao, phước báo niệm Phật lớn biết bao. Sanh đến thế giới Cực Lạc, 48 lời nguyện biến ra cúng dường cho chúng ta. Phật A Di Đà sao lại làm như vậy? Người khác cảm thấy kỳ lạ. Vì Phật A Di Đà biết chúng ta với Ngài là nhất thể.
Ngài cúng dường chúng ta là cúng dường chính Ngài. Cho nên tôi đưa ra ví dụ này, đây là thật không phải giả. Phật A Di Đà xem những chúng sanh vãng sanh này là tâm can bảo bối. Ngài không thể không cúng dường sao? Quý vị không đi, Ngài không còn cách nào khác. Quý vị đi, thật sự là tâm can bảo bối. Mối quan hệ này mật thiết biết bao. Trái lại, Phật A Di Đà là tâm can bảo bối của chúng ta. Quý vị mới thật sự tin tưởng, mới vĩnh viễn không hoài nghi. Cho nên tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương không ai không tán thán. Đã hiểu rõ ràng minh bạch rồi, có thể không đi được sao? Không đi không được. Hơn nữa càng sớm càng tốt, đừng làm lỡ mất.